Chào toàn thể quý vị và các bạn, các anh chị em yêu audio trên toàn quốc. Thì hôm nay em giới thiệu đến quý vị một cái siêu phẩm âm ly cổ Anh Quốc quý vị, ớt led ST 30 lút. Con này là hàng đẹp xuất sắc nha quý vị. Xuất sắc long lanh. Xuất sắc long lanh. Và cái nữa là nó nguyên thùng xốp luôn ha. Nói chung là em thảy ra ngoài sẵn đi để nó mất thời gian. Em thảy ra ngoài, em thảy vô gỗ luôn ha. Thì cái con này nguyên bản của nó về là nó không có gỗ đâu quý vị, nó chỉ có hai cái vỏ da thôi. Đấy, da trên da dưới thôi, vỏ gỗ là mình ở đây mình thêm vào ha. Thì loại này thì đóng nói chung là y zin luôn quý vị. Mẫu này thì em lấy zin em bắt thợ đóng y chang lên luôn ha. Chung là có vỏ gỗ hay không vỏ gỗ, hay quý vị muốn lấy vỏ sắt cũng được luôn. Đấy, vỏ gỗ hoặc vỏ sắt lấy cái nào cũng được, nhưng mà đúng của nó về là vỏ sắt hoặc là vỏ da quý vị. Đấy, vì con này nó sản xuất vào năm khoảng 1969 1970. Đấy, con này đánh 4 sò sắt RCA xuất âm tụ, xuất âm tụ quý vị. Ruột gan bên trong là cực kỳ đẹp luôn, sexy, nói chung là các kiểu nói chung là đẹp hết. Thì bây giờ em test, không để quý vị chờ lâu, em sẽ test một đoạn chất âm để quý vị thưởng thức, rồi sau đó em rút ruột gan cho quý vị xem, quay tổng thể hết cho quý vị xem, rồi chốt giá. Con này là đẹp nguyên thùng xốp, đẹp xuất sắc nha quý vị. Rồi bây giờ mời quý vị thưởng thức nha. Tiếng bass sâu quý vị, chép chi tiết, tiếng trong trẻo như đàn luôn. Thì đó là những cái đặc điểm của những con âm ly cổ của Anh Quốc quý vị. Thì con này quý vị có thể đánh được rất nhiều dòng loa, từ những dòng loa Mỹ, những dòng loa Âu, những dòng AR nó đánh rất hay, những dòng KLH, những dòng Scott và những dòng loa cổ Pioneer quý vị. Nói chung tiếng nó sáng, nó tốt, đánh được rất nhiều dòng loa, chúng ta rất là dễ ghép quý vị. Con này thì có cái mức giá trong tầm tiền, nói chung là rất là dễ chơi. Đấy, nó thì giá nó tốt hơn con 30 trơn nhiều quý vị nha. Con này thì nó thiết kế là cái volume nó sẽ liền với cái công tắc nguồn luôn ha. Dòng này là vậy, 30 và 30 lút là vậy. Rồi bây giờ em sẽ rút cho quý vị xem ha. Phần ở trên này thì kiểu như là nó mạ nha quý vị. Rồi quý vị thấy nè, trên này cực kỳ đẹp luôn. Nói chung mấy con này về thì xuất sắc hết rồi, không phải suy nghĩ gì đâu. Để em rút ra, rút ra cho quý vị xem ha. Rồi đây, đây quý vị, sò sắt RCA ha, sò sắt RCA. Rồi bây giờ sẽ tháo hai con ốc này ra. Hơi có ồn tí xíu nha quý vị thông cảm nha.
Tại vì quay buổi sáng với lại nhà em quay trong cái phòng thu này thì nói chung là sinh hoạt trong gia đình thì nó chung hết luôn, cho nên là nó có hay có tiếng ồn buổi sáng tí xíu, nếu quay buổi tối thì nó không có. Vậy xong rồi rút ra nha quý vị. Về thì zin của nó là hai cái vỏ da thế này ha, trên dưới. Đây. Thì nó từng vỉ như thế này. Một hai bốn ha quý vị, thì bên trong rất là ngầu quý vị, rất là ngầu ha. Rất là ngầu. Quý vị thấy ha. Linh kiện nội thất toàn là xịn sò hết luôn á, UK hết nha quý vị. Tủ Dali ha. Made in UK hết luôn quý vị, của Anh Quốc, Anh cổ hết nha. Thì những dòng này hồi xưa là nói chung là những dòng nó rất tai, đa số nó tai, quý vị nhìn sườn sexy của nó nè. Trắng phiếu luôn ha. Trắng phiếu luôn. Rồi. Đây, trắng phiếu luôn ha. Rồi và đây là phía sau của nó đây. Quý vị thấy nè. Đây. Quý vị thấy ha. Made in London, Ireland, sản xuất tại Anh Quốc, sản xuất tại London, Anh Quốc luôn nha quý vị. Đấy, hai cầu chì loa, hai cầu chì sơ cua còn đủ. Đây là cầu chuyển điện ha, rút ra rồi xoay về cái dòng điện mà mình muốn dùng. Quý vị thấy những cái góc này nó đóng xanh này ha, đóng xanh nó còn rất là mới quý vị, có nghĩa là quý vị thấy ha, nó chưa có cái dấu mà kiểu thâm. Đấy, sơ đi đẹp luôn ha, 886 luôn quý vị. Thì con này là chở kháng là từ 4 tới 15 ohm. Là mơ nghĩa là chúng ta ghép được cái dải rất rộng quý vị, ghép được rất nhiều loa ha. Đấy. Và dắt này là xài sử dụng dắt bắp chuối nha quý vị. Đấy. Rồi. Đấy. Tủ nhôm. Mấy cái tủ này là tủ Dali hết nha quý vị, tủ xịn sò hết đó, tủ cao cấp hồi xưa hết ha. Đấy. Sò là sò sắt của RCA ha, sò là sử dụng sò sắt Mỹ. Dòng này thì sử dụng RCA hết quý vị, bốn con sò sắt RCA. Đấy, tiếng dòng này rất là tuyệt vời nha quý vị, rất ghép rất nhiều loa. Attack lần xin ghép con này cũng đánh tuyệt vời luôn quý vị, 872 879 quý vị đưa vào ghép một cái là tê tái tâm hồn liền à, nguyên cục shop nha quý vị. Rồi mức giá con này là 8.500.000 đồng, em bao vận chuyển toàn quốc cho quý vị, cho một con đẹp xuất sắc full thùng shop thế này, hàng ngày bay về cực kỳ chất, nguyên zin nguyên bản, hoạt động hoàn hảo mọi chức năng. Rồi em xin kết thúc video tại đây, cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi, xin cảm ơn.